Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một máy đã hack OTP, tài được chơi được game gốc tất cả phân vùng US, Java, EU. Mình sẽ cho các bạn xem. Máy boot rất là nhanh, chỉ cần 8 đến 9 giây là nó thấy vô được màn hình. Setting. Đây là máy hệ OS đang phiên về 9.2. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn một cái game cạc hệ Java băng. Bấm bấm rồi. Nó. Đây, bây giờ mình sẽ thử. Bật nét kỹ qua. Đó, nó nhận rất là nhanh. Không cần phần mềm mà NTG nào. Nó nhận trực tiếp luôn. Nó sẽ load tiếng Anh luôn. Thích hợp cho những các bạn nào vừa chơi game gốc mà vừa chơi game hack, rất là thoải mái. Bình thường. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.